Thưa quý vị, đội mũ bảo hiểm là biện pháp bảo vệ có hiệu quả, hạn chế thương tích dùng đầu cho người điều khiển xe máy, xe điện khi tai nạn xảy ra. Pháp luật quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm đúng cách đối với người ngồi trên xe máy lưu thông. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm không đội mũ bảo hiểm vẫn phổ biến. Trong tháng 1 năm 2020, lực lượng công an đã lập biên bản trên 13.350 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, trong đó hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 3.350 trường hợp. Tại các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, rất dễ bắt gặp người điều khiển xe mô tô, xe điện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Theo các chuyên gia giao thông, đội mũ bảo hiểm không làm giảm các vụ tai nạn giao thông, nhưng trong các trường hợp bị tai nạn giao thông, nếu người đi xe máy có đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn thì tỷ lệ dẫn đến chấn thương sọ não sẽ giảm được 70%.